Hello, welcome back. Hôm nay chúng ta chơi tám trò của game Map Prank. Thằng nhìn nó bắn áp thế. Ăn suốt nhỉ. Ăn được khá, mình được 25k vàng rồi. Nách nào, bên này cũng có súng. Đối thủ bên này cũng đuổi ác phết đấy. Ôi, không biết ai, không biết ai. Ui, vẫn còn này. Hay cho chơi Tom Run. Mình chọn một cái cô nàng khác. Super Tom Run. Và mình chọn Hyper Tom. Ah!
Cái nồi đập cả vào mặt kia rồi. Phêu rồi. Chúng ta sang Plaza B. Màn này chơi khó hết rồi. Mình sẽ không để cho zombie tiếp cận cái hàng cây này, cái hàng hoa này. Chúng ta triệt hạ này. Ôi, ôi. Ui dồi ôi, chưa kịp bắn thì nó. Chưa kịp bắn thì nó đau với mình rồi. Ăn mất cây mình rồi. Quá khổ. Bắn này như là con có tình dục. Ha ha, chưa đến đã chết rồi. Ui dồi ui. Tôi đã ăn hết áo rồi. Bắn mỏ mấy cây này đi. Ít còn chống được thì đông lại còn được. Ôi sợ tê, mình đã tiêu diệt được khá là nhiều zombie tiếp cận được có con khổng lồ này. Đông đấy. Sao mà đông vậy? Ôi, what? What? Thua. Chúng ta sang Angry Birds. Thank you.
ta vừa búc giáp với cả búc phản đòn cho mấy con chim lợn này. Cái gì con này nó đánh gì nhỉ? Đứt đường. Wow, siêu lợn này. Một gậy rồi ôi. Đứt nước ngọt rồi, thua mất đấy. Rồi tự sát. Tự sát, tự sát. Mình xem ông trùm cuối này. Đang co đấy. Ôi ôi, máu trâu như này. Ôi hết cả rồi, hết cả năng lượng rồi. Win. Oh, win rồi, win rồi, win được con lợn này rồi. Chúng ta sẽ vào trong này hang động này cùng với mèo Thom, hai bé Thom nhầm. Mày
Game. Tìm một cái hang động nó đẹp đẹp chui vào. Nhanh quá, bắt đầu tốc độ cao rồi. Thank you.
Voy, 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 ¿sabes? Ăn được mà này nhỉ. Ôi. Bãi chiều quá. Có một con, chắc chắn là một con ma hơn con chiều quá. Ôi giời ơi. Thường chúng ta